Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 2020, bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền Hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay, có những thông tin đáng chú ý sau. Tỉnh Long An cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020. Tỉnh Thái Nguyên phát miễn phí 1,5 triệu khẩu trang cho người dân phần tin thế giới, số người di cư qua biên giới Mỹ và Mexico giảm hành. Thưa quý vị, sáng nay, Đoàn luật sư tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đoàn luật sư tỉnh Long An hiện có hơn 100 luật sư, trong đó có 91 luật sư đang hành nghề trong 39 tổ chức hành nghề luật sư. Trong năm 2019, ban chủ nhiệm các luật sư đã tích cực tham gia tốt hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia đóng góp xây dựng các dự thảo pháp luật và các quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Năm qua, đoàn luật sư tỉnh đã nhận yêu cầu của các cơ quan tố tụng và phân công luật sư tham gia 92 vụ việc bào chữa hình sự theo chỉ định. Các luật sư đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi đại diện tố tụng theo yêu cầu của khách hàng cho khoảng 40 vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính trên 400 vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý và các hoạt động tư vấn miễn phí. Trong năm 2020, Đoàn luật sư tỉnh Long An tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện đề án trợ giúp pháp lý cộng đồng, tăng cường phối hợp với các ngành công an, kiểm sát, tòa án, ký kết quy chế phối hợp trong quá trình điều tra, truy tố xét xử giữa đoàn luật sư với các ngành liên quan, đồng thời tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức hành nghề luật sư. Quỹ ban nhân dân huyện Tân Trụ tổ chức họp triển khai xây dựng huyện nông thôn mới, tham dự có đại diện các sở ngành tỉnh, giao phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An, lãnh đạo các ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể huyện và lãnh đạo 11 xã thị trấn. Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quyền Tân Trụ hiện có 7 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đức Tân đạt 19 trên 19 tiêu chí đang chờ tỉnh thẩm định công nhận. Hai xã còn lại là Tân Phước Tây và Nhật Ninh đang đạt 17 trên 19 tiêu chí. Quyền phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% xã trên địa bàn quyền đạt chuẩn xã nông thôn mới và quyền đạt chuẩn quyền nông thôn mới. Tại cuộc họp, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp giúp quyền tháo gỡ khó khăn để tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt và nâng chất các tiêu chí đã đạt nhưng thiếu bền vững, hỗ trợ tại điều kiện để hai xã Tân Phước Tây và Nhật Ninh hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới theo kế hoạch. Với sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, quyền Tân Trụ phấn đấu xây dựng quyền nông thôn mới trong năm 2020. Thưa quý vị, dù lúa mùa và đông xuân 2019-2020, nông dân huyện Cường Duột đã gieo xạ 4.632 ha, trong đó khoảng 1.040 ha chịu ảnh hưởng của hạn mặn. Do lượng mưa ít trên toàn khu vực dẫn đến nhiều nguy cơ hạn, thiếu nước sản xuất, xâm nhập mặn cao ở mùa khô năm 2020 theo dự báo của diện khoa học thủy lợi miền nam hiện nay xâm nhập mặn đang ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn trước tình hình trên để chủ động ứng phó và đảm bảo đủ nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn quyện trong mùa khô quỹ ban nhân dân quyện khuyến cáo người dân sử dụng nguồn nước tưới tiết kiệm hiệu quả tránh lấy nước ở những khu vực bị nhiễm mặn giao đồng ruộng, tránh gây ô nhiễm nguồn nước bên trong nội đồng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, hàng xâm nhập mặn để chủ động ứng phó với các diễn biến thời tiết bất lợi nhất, chủ động cân đối nguồn nước tưới, theo dõi chặt chẽ diễn biến xâm nhập mặn, tranh thủ mở các cống để tích trữ nước tối đa khi độ mặn nhỏ hơn 1 gam trên lít tập trung tập huấn hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất như tưới tiết kiệm, tưới thông minh, tưới nhỏ giọt, tưới phun sương để đảm bảo nguồn nước kết hợp bón phân hữu cơ vi sinh nhằm nâng cao tính chống chịu hạn của cây rau trong điều kiện thiếu nước ngọt có thể kéo dài đẩy mạnh việc kiểm tra khắc phục sự cố ở các công trình thủy lợi, đào vét các kênh mương nội đồng đã bồi lắng, thường xuyên theo dõi diễn biến xâm nhập mặn trên các sông rạch, đồng thời phối hợp chặt chẽ với trạm thủy lợi để kịp thời đóng mở cống, điều hòa phân phối nước hợp lý nhất là dùng giáp rành. Đến nay, đề án chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn khai huyện Đức Quệ, Đức Hòa dù bước đầu đạt một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế so với ba cây, lúa, thanh long và rau. Nguyên nhân là do phần lớn thành viên hợp tác xã còn khó khăn trong việc tiếp nhận áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh nghiệm chăn nuôi của các thành viên còn ít, nguồn vốn hỗ trợ còn hạn chế, năng lực cán bộ quản lý cũng như bộ máy tổ chức của hợp tác xã còn yếu so với yêu cầu. Thêm vào đó, việc cải tạo mở rộng quy mô cũng như thực hiện mô hình điểm đòi hỏi chi phí khá cao. Hiệu quả, đàn bò thịt ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi phải có thời gian dài từ 3 đến 5 năm trở lên, nên một số thành viên còn e ngại khi đầu tư, áp dụng kỹ thuật mới vào chăn nuôi. Người chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao khi tham gia mô hình điểm sẽ chủ động được nguồn bò giống, nâng cao giá trị đàn bê con, tăng trên 30% giá trị cũng như trọng lượng. Ngoài ra còn làm chủ được kỹ thuật thiết kế khẩu phần, trên phần mềm mà đơn vị tư vấn hướng dẫn kỹ thuật ủ chua thức ăn để dự trữ, làm đá khoáng, xử lý chất thải. Mô hình điểm ngày càng được triển khai rộng rãi có hơn 350 hộ trong dùng đề án ứng dụng các công nghệ tiên tiến phục vụ chăn nuôi bò như thụ tinh nhân tạo, cơ giới quá, trồng cỏ chất lượng cao và xử lý chất thải. Thưa quý vị, sau khi nhận được công văn quả tốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng nay ngày 15 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã có quyết định điều chỉnh kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh trên địa bàn tỉnh. Mặc dù trước đó, Quỹ ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản đồng ý cho học sinh đi học lại từ ngày 17 tháng 2, nhưng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Quỹ ban Nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh cho tất cả học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông và sinh viên học viên toàn tỉnh được tiếp tục tạm nghỉ học đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2020 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh nói riêng và mọi người dân nói chung. Sau thời gian nghỉ học, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục Tổ chức dạy bù đảm bảo thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo chương trình quy định của Bộ. Thông tin từ công ty điện lực Long An cho biết, ngành điện đang triển khai các giải pháp bảo đảm cấp đầy đủ điện cho các doanh nghiệp chế biến và bảo quản nông sản sau thu hoạch trong kho lạnh, giúp cho việc tiêu thụ nông sản thuận lợi vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 gây ra. Theo đó, công ty yêu cầu các điện lực trực thuộc các phòng, đội tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các khách hàng, doanh nghiệp có kho lạnh bảo quản nông sản sau thu hoạch và các nhà máy sản xuất chế biến nông sản trên địa bàn, xác định các đối tượng khách hàng cần bảo đảm cấp điện trong thời gian tới. Đồng thời triển khai thực hiện bảo đảm cung ứng điện đầy đủ cho các khách hàng nêu trên. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cấp điện cho khách hàng quan trọng, các trạm bơm, tưới tiêu, phục vụ chống hạn và xâm nhập mặn, các trạm cấp nước sinh hoạt tại các địa phương, các cơ sở y tế. Ngoài ra, công ty điện lực Long An cũng lưu ý, điện lực trực thuộc phải trả soát bảo đảm cấp điện cho các doanh nghiệp có quy mô tiêu thụ nông sản lớn để chế biến thực phẩm, có thể giúp tiêu thụ được nông sản của người dân trên địa bàn tỉnh. Hạn chế tối đa việc cắt điện theo kế hoạch và rút ngắn thời gian cắt điện nếu có, tăng cường kiểm tra lưới điện, xử lý các khiếm khuyết, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị vật tư, lực lượng để xử lý nhanh các sự cố, thông báo mức điện cho khách hàng theo đúng quy định, giải quyết các khiếu nại liên quan. Ông Nguyễn Văn Luân em, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, cùng thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm huyện tổ chức đoàn đến các xã trong huyện kiểm tra công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra ghi nhận tại một điểm tư vấn về phòng bệnh do viêm phổi cấp corona gây ra ở trạm y tế xã cho thấy bà con cơ bản nắm được thông tin về dịch viêm phổi cấp do covid 19 gây ra bác sĩ tại trạm y tế xã cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh đường lây truyền để mọi người dân biết tự phòng và hướng dẫn cho gia đình cộng đồng biết cách tự phòng bệnh và tuyên truyền cho mọi người không quan mang trước các thông tin lan tràn trên các trang mạng không chính thống gây quan mang cho cộng đồng nhất là như mang khẩu trang, à, rửa tay, à, nói chung là vệ sinh cá nhân. Riêng tại Trạm Y tế thì cũng tuyên truyền người dân đến khám bệnh rồi để, để à, cung cấp những cái thông tin à, tài liệu để cho người dân biết cái dịch cúm corona như thế nào để người dân biết tự cách phòng chống à, bệnh corona. Tại trạm y tế xã Hương Hà, bác sĩ Đỗ Đình Thành, trưởng trạm y tế cho biết, ngay sau khi nắm bắt kế hoạch và chỉ đạo của quyền xã, trạm chủ động trong công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch phòng chống nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra nhất là địa bàn biên giới giáp nước bạn Campuchia. Trạm y tế cũng có một số cái biện pháp chủ động phòng chống như sau. Cái thứ nhất là triển khai cho toàn thể nhân viên trạm và mạng lưới công tác viên. Cái thứ hai là tăng cường công tác tuyên truyền, chẳng hạn như treo bức trương, bức trương phát tờ bướm cho nhân dân và cho người bệnh đến khám tại trạm. Hương tới cần phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể xã trong công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh, tổ chức các biện pháp chuyên môn nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, xây dựng kế hoạch bảo đảm điều kiện về vật chất, trang thiết bị, kinh phí phòng chống dịch để đáp ứng kịp thời khi xảy ra dịch bệnh. Thưa quý vị, trong những năm qua, huyện Tư Hương đã đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi khá hoàn chỉnh để đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, theo cảnh báo của ngành khí tượng thủy văn, mùa khô năm nay kéo dài có nguy cơ gây hạn hán và xâm nhập mặn giao sâu đến các huyện đồng thấp 10 của tỉnh. Huyện Tư Hưng triển khai công tác ứng phó với nguy cơ hạn mặn như thế nào? Là quyện đầu nguồn trong vùng trũng Đồng Tháp 10, Quyện Tân Hưng có hệ thống thủy lợi nội đồng chằng dịch với hơn 1.000 km sông kênh mương cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho gần 37.000 hecta lúa. Thời điểm hiện tại vụ lúa đông xuân đang vào giai đoạn chính chuẩn bị thu hoạch, một số khu vực gò cao xả sớm đã thu hoạch xong nên nông dân không lo thiếu nước. Quỹ ban nhân dân Quyện Tân Hưng đang triển khai công tác ứng phó ảnh hưởng hạn xâm nhập mặn đối với công tác nước sạch nông thôn mùa khô năm 2020 trên địa bàn Quyện. Ngân sách tỉnh đầu tư trên 100 tỷ đồng thi công các công trình giao thông thủy lợi, kết hợp đê bao kênh mương, cầu cống thoát nước, dẫn nước dọc theo các sông, dầm cỏ Tây, kênh Trung ương, kênh 79. Ngoài ra, ngân sách quyện đầu tư trên 90 tỷ đồng thực hiện các công trình kênh mương nội đồng, đảm bảo đưa nước vào tận đồng ruộng cho sản xuất nông nghiệp. Nước trên đây tốt lắm, không có bị phèn mặn gì hết, Tại đầu nguồn mà. Thì vụ này đủ đó mà hè thu không biết làm sao, hè thu nếu có mưa thì còn đỡ, không có mưa chắc cũng có phải thiếu nước. Trước tình trạng cây lục bình phát triển dày đặc trên hệ thống sông, kênh rạch trên địa bàn, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An chỉ đạo các cấp các ngành địa phương tập trung diệt dớt lục bình đồng loạt ở tất cả các sông, kênh rạch bằng nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó chủ yếu dùng biện pháp thủ công, không sử dụng thuốc hóa học nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường. Đối với các tuyến kênh rạch nhỏ, các xã thị trấn quy động lực lượng dớt lục bình và yêu cầu các hộ dân tự dớt lục bình trên kênh phía trước nhà và ruộng của mình. Riêng các kênh sông lớn, quyện chi ngân sách để dớt thu gom lục bình. Quyện cũng tuyên truyền nghiêm cấm và kiên quyết xử lý các trường hợp thả trà, lưới trên sông, kênh rạch để lưu giữ lục bình, khiến cho lục bình ngày càng thêm sinh sôi dày đặc, ảnh hưởng đến dòng chảy, lưu lượng cấp thoát nước, cản trở giao thông đường thủy nội địa. Thì trước tình đó thì về phía quyện thì cũng chỉ đạo cho phòng nông nghiệp cũng như là một xã là phải tuyên truyền vận động người dân là tự trục vớt lục bình à, trên cái những cái, cái khu vực trước cửa nhà mình hoặc là khu vực đồng ruộng Rồi, sắp tới nữa thì ủy ban huyện cũng à, chỉ đạo cho các cơ quan chức năng là tuyên truyền vận động người dân là tháo các đường những đường bóng trà dớn đó. đó là như không cho nữa hạn chế để làm sao mà cho nó, nó thông thoáng à, dòng chảy cũng như thuận lợi cho bà con khuyến cáo người dân sử dụng nước tưới tiết kiệm, hiệu quả, tránh lấy nước ở những khu vực bị nhiễm mặn và đồng ruộng, tránh gây ô nhiễm nguồn nước bên trong nội đồng. Quyện Tân Hương cũng theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, hàng hán xâm nhập mặn để chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với các diễn biến thời tiết bất lợi nhất. Để hỗ trợ người dân phòng chống dịch bệnh nCoV gây ra, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên đã đặt hàng công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNC sản xuất 1,5 triệu khẩu trang bằng giải nano kháng khuẩn để cấp phát miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Từ nguồn nguyên liệu giải nano nhập về để may áo, nhưng do nhu cầu khan hiếm khẩu trang của thị trường, nên doanh nghiệp đã chuyển toàn bộ số lượng giải này để may khẩu trang. Loại khẩu trang này được làm 3 lớp với hai lớp trong và ngoài được làm bằng giải nano, lớp ở giữa bằng bông hoặc than hoạt tính. Tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành cấp phát tới tay người dân để sử dụng phòng dịch. Phát đều cho 8 huyện thành phố thị xã. Và nếu như phát đầy đủ được 500.000 chiếc khẩu trang này thì khoảng độ 52% dân số của 8 huyện thành phố thị xã sẽ nhận được cái khẩu trang phòng chống dịch cái cục gia, gia đình tôi là được cán bộ tổ đến phát tận nhà mỗi người được hai cái khẩu trang và tôi thấy việc này là việc làm này của ủy ban là thành phố là rất kịp thời thiết thực kịp thời trong cái thời trong cái giai đoạn mà dịch bệnh diễn biến rất phức tạp như này. Khẩu trang được phát tới người dân Thái Nguyên là loại khẩu trang đặc thù, chi phí sản xuất là 19.000 đồng một sản phẩm. Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay phòng chống dịch của chính quyền địa phương, doanh nghiệp đã hỗ trợ 9.000 đồng cho mỗi chiếc khẩu trang, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 13 tỷ đồng. Tôi tặng tỉnh là một một vạn chiếc, mà nếu theo tính giá thì nó là 1 tỷ 9 và đồng thời là bán cho tỉnh là một uh, triệu rưỡi chiếc thì trong đó cho thành phố là 1 triệu và cho sở y tế là 500.000 chiếc. Thì với giá 10.000. Thế với giá 10.000 thì chúng tôi đã phải đã phải bù vào đấy là 9.000 cho mặt sản phẩm. Tổng thể và 1 triệu rưỡi sản phẩm thì chúng tôi đã bù vào là 13,5 tỷ đồng. Thế nhưng mà chúng tôi không coi cái việc đó là lớn, chúng tôi cũng sẵn sàng để hy sinh cái phần lợi nhuận của mình đi để góp phần vào có khẩu trang phục vụ đặc vụ cho dân. Để phục vụ người dân Thái Nguyên và phục vụ nhu cầu của thị trường, hiện tại doanh nghiệp đã quy động 16.000 công nhân sản xuất 3 ca liên tục. Đồng thời để chung tay chống dịch với cộng đồng, doanh nghiệp cam kết cung cấp giới giá bằng giới chi phí sản xuất để phục vụ công tác phòng chống dịch.